Tin vui cho Đặng Văn Lâm sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Yemen. Xem lại pha sút phạt hàng rào thành bàn của Quang hải vào lưới đội tuyển Yemen, người hâm mộ sẽ thấy thủ môn Văn Lâm không đáng bị ném đá trong tình huống Ali Adnan của đội tuyển Iraq sút phạt. Thưa quý vị, ở trận đấu với đội tuyển Iran trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng ASEAN Cup 2019, Ali Adnan của đội tuyển Iran đã có pha sút phạt hàng rào đẹp mắt, ấn định thắng lợi 3-2 cho đại diện Tây Á. Đây là bàn thắng ở phút 90, cướp sạch điểm số của đội tuyển Việt Nam trong cuộc so tài với nhà vô địch ASEAN Cup 2007, khi trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã hai lần vươn lên dẫn trước. Đáng nói, nhiều người đã lên tiếng trách cứ thủ môn Đặng Văn Lâm khi chọn vị trí đứng lệch hẳn về phía bên phải khung thành đội tuyển Việt Nam, trong khi Ali Adnan dễ dàng suốt bóng về phía bên trái khung thành để có bàn thắng dễ như bẩn, bất chấp nỗ lực bay người của chàng thủ thành Việt Kiều. Theo các phân tích sau đó, Văn Lâm đã chọn phương án đứng lệch khung thành với tỷ lệ 3-7 để bắt góc xa và dường đối thủ góc gần, nơi có hàng rào của đội tuyển Việt Nam che chắn. Trong tình huống xuất phạt như thế, thủ môn buộc phải lựa chọn, trong tình huống Nguyễn Quang Hải ghi bàn vào lưới đội tuyển Yemen đêm qua, ngày 16 tháng 1, người hâm mộ đã có dịp so sánh với tình huống khó mà Đặng Văn Lâm gặp phải. Theo đó, thủ môn Ali Hát cũng phải lựa chọn vị trí đứng lệch trái hoặc lệch phải, thay vì đứng giữa khung thành, vị trí thiếu chuyên nghiệp và khó có thể với bóng ở hai góc khung thành. Thủ môn của đội tuyển Yemen cũng lựa chọn vị trí đứng 37 và lệch sang phải khung thành, để lại khoảng trống mênh mông bên trái khung thành cho Quang Hải trổ tài. Ở tình huống này, Quang Hải đã tung ra cú sút phạt hàng rào chân trái chuẩn xác và mãn nhãn khi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam, bất chấp nỗ lực bay người trong vô vọng của Alien Hat khi anh đã đứng ở vị trí 37. Nói như thế để thấy, Văn Lâm cũng không có nhiều cơ hội cản phá trong pha sút phạt đẳng cấp của Adnan trước đó. Dĩ nhiên, mọi sự so sánh là khập khiển, do không tình huống nào hoàn toàn trùng lập với tình huống nào. Nhưng đây là trường hợp dễ hình dung và dễ so sánh nhất trong cùng giải đấu để thấy Văn Lâm bị ném đá là có phần chịu oan ức. Thậm chí pha xuất phạt của cầu thủ đang chơi cho Atalanta của Serie A có phần khó hơn của xuất phạt của Quang Hải do bóng đi sát gốc chữ bánh chân khiến cơ hội cản phá cho thủ môn gần như bằng không tuy vậy với bàn thắng của quang hải đây được xem là siêu phẩm đáng được ghi vào sách giáo khoa dạy bóng đá của việt nam khi bàn thắng là sự kết tinh của kỹ thuật bản lĩnh và sự tự tin Trước đó, Quang Hải từng không ít lần thực hiện những cú sút phạt thành bàn đẹp mắt. Người hâm mộ cũng liên tưởng tới pha làm bàn được mệnh danh là cầu vòng tuyết do Quang Hải vẽ nên ở Thường Châu tại giải U23 châu Á 2018 trong trận chung kết với U23 Uzbekistan. Một điều khá trùng hợp là trọng tài người Oman Ahmed Ankap là người cầm còi ở cả hai trận đấu Quang Hải làm siêu phẩm. Tranh cãi gây gắt, đặng phân lâm sai hay đúng? Thưa quý vị, bàn thua thứ hai của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp đội tuyển Iraq trong khuôn khổ giải Asian Cup năm 2019 đã gây ra rất nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau. Sau thất bại 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Iraq vào những phút cuối cùng trận đấu, trên mạng xã hội đã nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt về tình huống để thua bàn thua thứ ba bên phía đội tuyển Việt Nam. Một số ý kiến đổ hết trách nhiệm cho thủ thành Đặng Văn Lâm về lỗi đứng sai vị trí. Bạn NVH nói, hình như tình huống này tổ môn Đặng Văn Lâm đứng hơi bị lệch một chút thì phải, tiếc quá. Đáng ra, đội tuyển Việt Nam xứng đáng có một trận hòa, trận này quá kịch tính nhưng không công bằng dành cho đội tuyển Việt Nam. Cùng quan điểm trên, bạn LDT chỉ trích, rõ ràng Lâm Tây luôn có vấn đề trong những tình huống cố định, bàn thu thứ ba là một sai lầm từ cách chọn vị trí của Lâm Tây. Nếu anh ấy không đứng lệch như vậy, đội tuyển Việt Nam đã có thể giành được một trận hòa. Còn bạn DDL nhận xét, Tôi thấy Đặng Văn Lâm điều chỉnh hàng rào lẫn chọn vị trí chưa tốt. Điểm yếu chết người của đội tuyển Việt Nam chính là những tình huống cố định. Đội bạn đã khai thác triệt để điểm yếu này từ chúng ta lẫn Đặng Văn Lâm. Thế nhưng, bộ luồng ý kiến trái ngược cũng xuất hiện. Nhiều cổ đồng viên cảm thông với bàn thua mà Đặng Văn Lâm phải hướng chịu cùng với đội tuyển Việt Nam, thậm chí nhiều ý kiến bên vực Lâm Tây. Một người dùng mạng đã thẳng thắn nói, mấy người che Đặng Văn Lâm có biết xem đá bóng không vậy? Quả đấy, sốt vào gốc chữ, đến tô ngộ không chắc cũng không đỡ nổi mất, thủ môn phải đứng như vậy là quá đúng rồi. Tiếp theo, một bạn bình luận, đặng Văn Lâm, đứng thế là đúng vị trí rồi, đã phạt trực tiếp, phải đứng vậy mới đúng chứ. Mọi người có biết, gôn trọng bao nhiêu không mà vợ quy kết lâm tay sai vị trí, số 6 đội ý trắc suốt quá hiểm, đến 10 đờ ga chắc cũng không đỡ nổi mất. Trong khi đó, thêm một người bạn khác cũng chia sẻ cảm xúc, tôi thấy thương cho đặng Văn Lâm quá, bèn người hết tầm rồi mà vẫn bị các huấn luyện viên online chỉ trích, chắc chỉ có nước ngồi ngoài mất, Quả đấy trúng gốc chết thủ môn, giờ cũng đẩy sao nổi. Còn trong bóng đá sân 11 người thì đúng như làm tay quá chuẩn rồi. Thủ môn Đặng Văn Lâm, từ người thừa đến người hùng. Tại giải ASEAN 2018 diễn ra hồi tháng 8, Đặng Văn Lâm thậm chí còn không có tên trong danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam, cho dù thời điểm đó anh đang đạt phong độ chói sáng. Tuy nhiên, thủ thành đang khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng đã không bỏ cuộc không giành được suất cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 2018, nhưng không vì thế mà chàng thủ môn 25 tuổi tỏ ra buồn lòng. Anh chia sẻ trước báo giới rằng, những người theo dõi Lâm đã biết con đường tôi đi chưa bao giờ dễ dàng, nhưng đó chính là động lực để tôi không ngừng nỗ lực và phấn đấu. Trong máu Lâm có tinh thần người Việt Nam và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Đặng Văn Lâm là một suất bắt chính trong khung thành đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 và anh đã đáp lại sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo bằng một phong độ khó có thể tuyệt vời hơn, góp công lớn vào việc mang chức vô địch Đông Nam Á về cho bóng đá Việt Nam sau 10 năm chờ đợi. Trước đó, ít ai biết rằng chàng cầu thủ vô danh Đặng Văn Lâm từng lên Facebook cầu xin huấn luyện viên Miura, người tiền nhiệm của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, cho anh cơ hội. Mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam thử việc ở đội U23 Việt Nam. Một lần nữa thôi, không cần thì Lâm sẽ về Nga vì không làm phiền nữa đâu. Vì năm nay là năm cuối Lâm đủ tuổi để tham dự SEA Games. Miura có biết Lâm không? Nếu không bây giờ thì không bao giờ nữa. Mọi người repost, chia sẻ dùm Lâm với. Dù Lâm đẻ ra ở Nga nhưng bố của Lâm là người Việt Nam, Lâm có hộ chiếu Việt Nam, biết nói và đọc tiếng Việt, Lâm sống 5 năm ở Việt Nam về chuyên môn lâm không yếu, từng được đào tạo ở các câu lạc bộ nổi tiếng bên Nga, trường Dynamo và Spartak Moscow. Lý do Lâm post status này là vì Lâm không chịu nổi được khi thấy các bạn tập mà không có Lâm ở đó. Và rồi người trao cơ hội để Lâm tỏa sáng không ai khác chính là Park Hang-seo. Sau những hoài nghi ban đầu, những ngày vừa qua, khi FF Suzuki Cup 2018 diễn ra, người hâm mộ phát sốt trước hình ảnh Đặng Văn Lâm ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng bảng. Đó chính là hình ảnh chàng thủ thành mang trong mình hai dòng máu Việt Nga đã giơ tay chào kiểu nhà binh, sau đó hôn lên quốc kỳ Việt Nam trên áo đấu sau khi tiền đạo Anh Đức nâng tỷ số lên 2-0. Cũng tại chảo lửa Mỹ Đình và trước chính đối thủ Malaysia trong trận chung kết đêm qua, Lâm Tây đã làm tái hiện lại hình ảnh người nhện Dương Hồng Sơn của 10 năm về trước cho những pha bay người cứu thua cho đội chủ nhà. Kết thúc trận đấu khi các đồng đội đang mãi mê ăn mừng, Lâm lặng lẽ ôm cột dọc khung thành, quỳ gối và cúi đầu trước cầu môn. Có lẽ khi đó anh đang lặng người xúc động và cảm ơn số phận đã mỉm cười với mình sẽ là rất khó để chọn ra ngôi sao nào có đóng góp lớn nhất cho hành trình tìm lại vinh quang AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam, nhưng có một điều chắc chắn rằng ở thời điểm này, không ai xứng đáng hơn ngoài Đặng Văn Lâm cho vị trí đứng trong khung gỗ bởi đơn giản anh là người được chọn. Văn Lâm thổ lộ với báo giới trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vào tháng 10-2018 rằng Như mọi cầu thủ khác, tôi muốn được thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2018. Tôi phải tập luyện hết mình, tập luyện bằng 100% khả năng để chuẩn bị cho giải đấu. Nhưng có được hay không là phụ thuộc vào đánh giá của huấn luyện viên trưởng. Tháng 6 năm 2018, sau khi Hải Phòng đánh bại chủ nhà Sài Gòn FC tỷ số 1-0 tại vòng 11 Village, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Hải Phòng đã không tiếc lời khen ngợi Lâm Tây. Tới thời điểm này thì Văn Lâm là thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, thật sự chúng tôi may mắn vì Văn Lâm cứu được nhiều bằng thua. Trong khi đó, huấn luyện viên Phan Văn Tài em của Sài Gòn FC nói, Văn Lâm quá xuất thần và Hải Phòng thắng cũng nhờ Văn Lâm. Và đây là những gì huấn luyện viên thể lực Cham Asrapop nói về Văn Lâm vào tháng 7/2018 sau hai tuần huấn luyện viên người Nga cập bến câu lạc bộ Hải Phòng. Với tôi, quan trọng là Văn Lâm có nền tảng thể lực tốt, ý thức tập luyện rất chuyên nghiệp, tôi hài lòng về điều đó. Tất nhiên nếu so sánh với các phòng tập và dụng cụ tập luyện tại châu Âu thì điều kiện ở Việt Nam không bằng, nhưng chừng đó cũng đủ để tôi xếp bài tập cho Lâm. Theo tôi sự thiếu thốn đó cũng sẽ là động lực vì nếu Lâm cố gắng tập luyện tốt thì trong tương lai sẽ còn những điều tốt đẹp hơn đến với cậu ấy. Đặng Văn Lâm sinh ngày 13 tháng 8 1993 tại Nga, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Nga. Với thể hình vượt trội cao 1m88, cùng khả năng phản xạ tuyệt vời, anh trở thành chỗ dựa vững chắc của đồng đội trong những tình huống bóng bổng trưởng thành từ lo đào tạo trẻ Sparta Moscow và Dynamo Moscow, hai câu lạc bộ danh tiếng và giàu truyền thống nhất tại Nga. Năm 2010, Văn Lâm về Việt Nam thử việc và một năm sau đó, anh được triệu tập lên đội tuyển U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á. Sau đó, anh được Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng đào tạo trẻ. Tuy nhiên, sau một thời gian tập luyện tại Pleiku, Lâm Tây phiêu giặc sang câu lạc bộ của Lào là Hoàng Anh Atabel trong mùa giải 2013 năm 2014, anh được tiếp tục cho mượn đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở nửa đầu mùa giải 2014. Đặng Văn Lâm sau đó quay lại nước nga thi đấu cho câu lạc bộ Rodina Moscow. nửa mùa bóng 2015, Đặng Văn Lâm gia nhập Hải Phòng. Ngày 18 tháng 5 năm 2016, Đặng Văn Lâm được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp Syria. Nhưng phải đến ngày 13 tháng 6 2017, Văn Lâm mới có lần đầu tiên bắt chính cho đội tuyển quốc gia trong trận hòa không đều với Jordan. Trước khi được huấn luyện viên Park Hang-seo đặt niềm tin tại AFF Suzuki Cup 2018, Văn Lâm mới chỉ có hai lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, đó là hai trận đấu dưới tờ huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Thế nhưng thủ môn này đã lập kỷ lục 405 phút giữ sạch lưới tại AFF Cup, qua đó giúp cho Việt Nam trở thành đội bóng duy nhất bất bại tại giải đấu năm nay, xin được ngã mũ trước tài dụng binh của thầy Park. <s1> . <coughs>